Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại đường Phạm Ngũ Lão ở gần Takashimaya, gần phố đi bộ Bùi Viện. Ngày hôm nay thì Lý Hương xin mời cả nhà cùng với lại Lý Hương đi chuyến hành trình miền Tây nha. Đi mấy cồn ở miền Tây chơi. Và bây giờ thì khoảng là hơn 7 giờ. Và Lý Hương đang có mặt tại ngay góc đường Phạm Ngũ Lão góc với đường Đệ Thám để đi qua cái đơn vị lữ hành là tên là The Sing. Để đi miền Tây chơi, tour trong ngày ha. Sài Gòn buổi sáng khoảng gần 8 giờ. Mình sẽ đi sang đường đây nghe rất là nhiều thứ tiếng hàng ngàn cái hãng The Sing này thì thường khách du lịch mà nước ngoài châu Âu họ cũng thường chọn. Hôm nay không biết là Lý Hương đi có gặp nhiều khách du lịch ở châu Âu Tây không ha. Đây khách bên Hàn Quốc. Wow, đông quá trời. Hàng cái đi. Ồ, biết chị đang biết nói tiếng Việt à? Hàng cái đi. Cái này thêm à? Dạ. Mở hàng những cái đi chơi. Không có ai để tặng hết à? Không. Gửi thư có ai cũng được. Gửi thư đi mở hàng trang trí như mở hàng. Đẹp quá. Ừ, 3D. Không, cái này rất được mà bình thường thôi. Bữa cái lá thư là đây. Gửi đi. Gửi đi đâu? Có ai để tặng đâu. Cái này là bao nhiêu một cái? Cái này là bao nhiêu một cái? 3 cái 200 nghìn hả? 3 cái 100. Cái này cũng 3 cái 100. Cái này to thì 2 cái 100. Cái này lớn mà. Cái này lớn mới bán. Này 2 cái 100 hả? Ồ, có nhà thờ kìa, có nhà thờ Đức Bà. Còn một cái thì sao? Một cái 6. Ờ. Hay làm bằng gì chị? Bằng giấy á chị. Không, cái này bằng gỗ nè. Gỗ. Cắt gỗ ra. Đi cái nào về Noel đâu, cái nào về đề tài Noel đâu. Đây. Đó, đây, nhà thờ. Gỗ gia sư. Đây. Gỗ gia sư này. Đây cơ. Bây giờ bán cho người Việt có rẻ hơn không? Có. Người Tây là 800. Phải không á? Trời ơi. Cái này là nhà thờ Đức Bà đúng không? À, cái này ông Lý Hiền mua cái này không? Nhà thờ Đức Bà nè. Mua một cái thôi. Không muốn này không? Thôi bây giờ một cái 50. Ok. Rồi, ok. Ê, có tiền lẻ đi ngoài không? Để trong bóp rồi. Ok, cái này là mua mình mua là 3 cái như thế này nè là 100.
Còn coi như là cái mà nó 3D như thế này á, là hai cái là 100 là bán cho khách Việt. Còn khách Tây em bán làm sao? Thấy em bé này nói chắc Tây cũng bán giống y như vậy à. Ghê vậy. Cái này là 50.000 thôi quý vị. Mở hàng cho em bé. Rồi ok. Cảm ơn nha, chú mua may bán đắt nha. Cậu nhỏ, chú mua may bán đắt nha. Và chúng mình đang có mặt tại 246, 248 Đề Thám nha quý vị. Đề Xuyên Touric. Hả? 172. Ờ, 172 à. Ok, đi tiếp. Ủa nó có hai chi nhánh hả? À, hồi nãy là chi nhánh thứ nhất ha. Lý Hương thấy Đời Sinh mừng quá. Tưởng tới rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua ở bên Đời Sinh bên kia cũng có một nhóm khách khách du lịch ha. Như chắc họ cũng đi cồn quá Lý Hương. Hả? Chắc họ không đi cồn hay sao á. Đang chờ xe. Chắc là tour miền Tây của mình đấy. Ở đây trang trí Noel đó. Chưa đâu. Ở bên kia đúng không? Đề Sinh ở bên kia không? Ở bên đây à? Đi xuống không? Đây. 172 à? Cái kia là 189 à? 172 qua bên kia đúng không? Đi. Thì Lý Hương đang ở trong phố Tây Bùi Viện quý vị ơi. Và đang chết lại giờ Đề Sinh ở bên khu vực Phạm Ngũ Lão, Đề Thám rồi có mấy chi nhánh nữa không. Bây giờ chúng mình đang tìm cái số là 172 Bùi Viện. Mà thường sao trong khu phố đường Bùi Viện để 8:15 172 Bùi Viện. Có số điện thoại không? Và đây là giá vé nè quý vị. Ờ không thấy gì hết, zoom nó lên đi Lý Hẹn. Ở hai đứa đi từ tour Mỹ Tho Bến Tre ăn cao là giá là 470.000 và chúng ta sẽ đặt cọc là 50.000. 50%. Ờ quên, 50% lộn. Xíu nữa chúng ta sẽ đặt 50% còn lại ha. Bây giờ tập kết là từ 8 giờ đến 8:15 và bây giờ đã là 8:03 ở số 172 Bùi Viện quận 1. Ok. Định vị máy đi sao thấy hãng du lịch mà nó để trong khu phố này cũng hơi kỳ. Đây buổi sáng ở Bùi Viện cả nhà. Buổi sáng ở Bùi Viện ha, vắng lắm. Sáng tầm 8 giờ.
phải đi tới số 8 mấy thôi. Hồi nãy mà mình để xe ở dưới ở ngay Đỗ Quang Đổi là mình đi đỡ rồi. Đâu có tưởng được xin ở bên Phạm Ngũ Lão, bên Trại Thám đâu. Ồ, để xin này cũng làm ăn nên ra kìa ha. Số 8 mấy, 94. Còn khúc dài, chắc là nó nằm ở ngay Đỗ Quang Đổi. Massage, foot massage, toàn tiền đô, chủ yếu là phục vụ cho khách du lịch nước ngoài. Ăn sáng Bùi Viện, bún bò Huế, giò heo với giá là 30.000. Kế bên Sahara, một cái bar rất là lớn. Bánh canh cua và cháo quẩy. Hẻm 148 có một chùa được lập từ năm 1963, trùng tu năm 2003. Đây mấy anh này đang trang trí Noel Mid Sài Gòn. Ở bên đây là một cái bar lấy theo ý tưởng của người Ai Cập mà. Các vị pharaoh. Đây. Một 178, 172. Ở bên kia là 178 rồi đó. Đây 172 nè. Cái này là Hana Tour mà. Anh này mình không gì là giả đây không? Giả không? Này mình đi Mỹ Tho đúng không? Có cái siêu thị mini shop và mini shop kìa. Bên nào đây? Phải lên. Và bây giờ Lý Hương đã lên xe rồi. Xíu nữa quay cho cả nhà miền Tây ha. Ở phía bên đây là đối diện là Cà Phê Cộng nè, 127, 129 nè. Hôm bữa Lý Hương có dịp đi vô. Đây là một thương hiệu mà khá là nổi tiếng ha, về cà phê. Rồi, ok, bye bye quý vị nha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye.